Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Tuần Cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Đài CNN dẫn nhiều nguồn tin cho biết, nhân vật nổi bật hơn cả và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong việc lựa chọn nhân sự cho chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump, không ai khác ngoài ông Elon Musk. Tỷ phú công nghệ này cũng đã xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng của ông Trump, Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, hầu như mỗi ngày kể từ khi ông Trump thắng cử vào tuần trước, dùng bữa tối với Tổng thống đắc cử trên hiên nhà, vào một số buổi tối và đi chơi cùng gia đình ông Trump tại sân golf. Theo đó, tầm ảnh hưởng của ông Musk là thứ có thể quan sát thấy. Chỉ trong tuần đầu tiên của quá trình ông Trump chuyển giao quyền lực, ông Musk đã ủng hộ Thượng nghị sĩ Rick Scott của Florida trở thành lãnh đạo phe đa số tiếp theo của Thượng viện, thúc giục các thượng nghị sĩ Cộng hòa chấp nhận các cuộc hẹn với ông Trump, đề xuất tất cả các nhân viên chính phủ nên nộp email hàng tuần với các thành tích, yêu cầu các khuyến khích về các vai trò quản lý mới mà ông có thể mang lại cho ông Trump. Đằng sau hậu trường, các động thái của ông Musk cũng sôi động không kém, được xem là ngang ngửa với một số trợ lý hàng đầu của ông Trump như Howard Lutnick và Linda E. McMahon, hai người được bổ nhiệm chính thức phụ trách quá trình chuyển giao của ông Trump. Ông Musk đã tham gia các cuộc gọi với các nhà lãnh đạo nước ngoài, bao gồm Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, và có kế hoạch gặp trực tiếp Tổng thống Javier Milei của Argentina trong tuần này khi ông Milei đến thăm Mar-a-Lago. Theo một nguồn tin, ông Musk cũng được cho là đã tham dự ít nhất một cuộc họp an ninh quốc gia với ông Trump. Theo những người hiểu rõ về quy trình này, ông Musk thường không giới thiệu những cái tên mới cho các vai trò cụ thể, mà thường chỉ đánh giá những người mà nhóm chuyển giao của ông Trump đang cân nhắc. Trước đây, trong quá trình vận động tranh cử, Tổng thống đắc cử Trump xác nhận sẽ giao cho tỷ phú Musk vị trí có ảnh hưởng trong chính phủ nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump lưu ý tỷ phú Musk không muốn trở thành một bộ trưởng nào đó và thay vào đó muốn tập trung vào việc tìm cách giảm lãng phí trong chi tiêu của chính phủ Mỹ. Theo hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang, tính đến giữa tháng 10, tỷ phú Elon Musk đã quyên góp gần 119 triệu đô la Mỹ cho một ủy ban hành động chính trị mà ông thành lập để ủng hộ Tổng thống đắc cử Trump. Ông cũng thường xuyên xuất hiện cùng ông Trump tại các cuộc vận động tranh cử và tổ chức một cuộc phỏng vấn với ứng viên Đảng Cộng hòa trên nền tảng xã hội X. Khi công bố về nhân sự lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE mới đây, Tổng thống đắc cử Trump cho biết mục đích của bộ phận này là xóa bỏ tệ quan liêu trong bộ máy của chính phủ, cắt giảm các quy định không cần thiết, cắt giảm các khoản phí tiêu lãng phí và tái cấu trúc của cơ quan liên bang. DOGE sẽ chịu trách nhiệm tham vấn cho những người ở Nhà Trắng về việc cải tổ các cơ quan liên bang. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là một bộ của chính phủ. Do vậy, việc bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk và cựu ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy làm lãnh đạo DOGE không cần Thượng viện phê chuẩn. Cả hai vẫn có thể vừa làm việc ở lĩnh vực tư nhân và đảm đương vai trò tại DOGE. DOGE sẽ hợp tác với Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng và công việc của họ sẽ kết thúc chậm nhất là vào ngày 4 tháng 7 năm 2026, dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Trong một cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Madison Square Garden, New York vào cuối tháng 10, ông Musk tuyên bố có thể giúp cắt giảm ít nhất 2.000 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách liên bang. Ngân sách liên bang cho năm tài chính 2024 của Mỹ là 6.750 tỷ đô la Mỹ, trong đó hơn 5.300 tỷ đô la Mỹ cho an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, quốc phòng và phúc lợi cựu chiến binh. Tất cả các hạng mục này đều có tính chất chính trị căng thẳng và rất khó thuyết phục Quốc hội cắt giảm ngân sách. Cả ông Trump và ông Musk đều nói rằng DOGE sẽ đưa ra các khuyến nghị cắt giảm mạnh ngân sách liên bang. Tuy nhiên, theo hiến pháp Mỹ, Quốc hội có quyền quyết định ngân sách liên bang. Quốc hội có thể tiếp nhận hoặc bỏ qua lời khuyên từ các cơ quan bên ngoài chính phủ như DOGE. Ngoài việc cắt giảm ngân sách, mới đây ông Trump tuyên bố muốn bãi bỏ Bộ Giáo dục, trao cho các tiểu bang quyền kiểm soát lớn hơn đối với việc học hành. Ông cũng muốn cắt giảm mạnh giới quyền lực ngầm, ám chỉ giới tình báo Mỹ. Họ là những viên chức liên bang lâu năm mà ông cho là đang bí mật theo đuổi chương trình nghị sự của riêng họ. DOGE có thể sẽ hoạt động theo đạo luật Ủy ban Cố vấn Liên bang FACA, một đạo luật năm 1972, đảm bảo các ủy ban cung cấp lời khuyên kịp thời, khách quan và công khai cho công chúng. Tháng 2 năm 1982, Tổng thống Mỹ khi đó là Ronald Reagan tuyên bố ông sẽ thành lập một nhóm các chuyên gia trong khu vực tư nhân để đề xuất cách thức loại bỏ tình trạng kém hiệu quả và lãng phí. Tháng 6 năm đó, ông ban hành sắc lệnh hành pháp thành lập Ủy ban Gresch do J. Peter Gresch, cựu giám đốc điều hành của W.R. Gresch & Co. làm chủ tịch. Gresch đã huy động tiền cho nỗ lực này thông qua một quỹ tài trợ, Khoảng 150 nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã tình nguyện tham gia vào một ủy ban điều hành giám sát 36 nhóm đặc nhiệm của ủy ban GRED. Ủy ban GRED đã công bố báo cáo vào tháng 1 năm 1984 với 2.500 khuyến nghị. Thư viện Reagan cho biết, hầu hết các khuyến nghị, đặc biệt là khuyến nghị yêu cầu Quốc hội ban hành luật, đều chưa bao giờ được thực hiện. Những ngày vừa qua, Tổng thống đắc cử Donald Trump đang bận rộn định hình chính phủ mới với sự góp mặt của những gương mặt trung thành. Giới phân tích cho rằng, thông qua mỗi lần bổ nhiệm, ông Trump muốn khẳng định cho thế giới thấy rằng chính quyền Trump 2.0 sẽ trở thành chính phủ cực hữu nhất từng điều hành nước Mỹ. Theo giáo sư quản trị toàn cầu Guaya từ Đại học IE, Tây Ban Nha, chiến thắng của ông Trump sẽ tiếp thêm động lực và khuyến khích sự phát triển của các đảng cực hữu trên khắp châu Âu. Đồng quan điểm bà Guaya, nhà phân tích Javier Milei tại Trung tâm Chính sách châu Âu cho rằng, thắng lợi của ông Trump sẽ tác động đến phe cực hữu châu Âu. Theo đó, một hiệu ứng bình thường hóa sẽ xuất hiện khiến cử tri châu Âu cảm thấy thoải mái hơn khi bỏ phiếu cho các đảng cực hữu, đồng thời vui khi lựa chọn những đảng này. Ngược lại, phe cực hữu châu Âu có kết quả bầu cử Mỹ năm nay là một chiến thắng mà tác động của nó có thể lan tới lục địa già, theo đài Euronews. Các chính trị gia cánh hữu nổi bật ở châu Âu như Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người bạn kiêm đồng minh quan trọng của ông Trump, hay Thủ tướng Ý Meloni đã dành những lời ca ngợi chiến thắng rực rỡ của Tổng thống đắc cử của nước Mỹ. Không chỉ vậy, nhiều đảng cực hữu ở châu Âu như đảng cực hữu Sự Lựa Chọn Vì nước Đức, đảng Tập hợp Quốc gia của Pháp, đảng Tự do cực hữu ở Hà Lan hay đảng Anh em Ý đều coi ông Trump là người dẫn đầu trong các phong trào của họ. Các đảng này muốn thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với ông Trump, từ đó họ sẽ được tiếp thêm động lực để lan tỏa và phổ biến các tư tưởng cực hữu tại lục địa già. Song song với đó, trong nhiệm kỳ lần này, các mục tiêu mà ông Trump đề ra trong chương trình nghị sự sâu rộng có thể dễ dàng đạt được hơn. Ông cũng có ý tưởng rõ ràng hơn về những gì ông muốn đạt được. Chương trình nghị sự của ông Trump vốn luôn có phần mơ hồ và sẵn sàng thay đổi, có khả năng bao gồm việc bãi bỏ Bộ Giáo dục và biến giáo dục thành vấn đề của các bang, không phải của liên bang. Ông muốn chuyển quyền quản lý giáo dục về cho các bang. Chương trình nghị sự của ông Trump cũng sẽ bao gồm cam kết về việc trục xuất hàng loạt những người nhập cư bất hợp pháp, cắt giảm thuế, áp thuế đối với hàng hóa nước ngoài và cải tổ cơ cấu của chính phủ liên bang. Một số chính sách của ông sẽ yêu cầu sự chấp thuận của Quốc hội. Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát cả hai viện. Các chính sách khác có thể được thực hiện thông qua các sắc lệnh hành pháp của Tổng thống. Đây là đặc quyền trao cho Tổng thống Mỹ. Hãng tin Sky News dẫn lời một cố vấn cấp cao của ông Trump nói rằng ông có thể sẽ ký một chồng sắc lệnh hành pháp vào ngày nhậm chức. Sức mạnh của quản trị là sự tự tin. Năm 2016, ông Trump không có sự tự tin đó. Điều này thể hiện rõ trên khuôn mặt của ông Trump khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp mãn nhiệm chào đón ông đến Nhà Trắng để chuyển giao quyền lực. Lần này, ông Trump có sự tự tin tuyệt đối vì ông có màn trở lại gây tiếng vang nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã ngầm yêu cầu tỷ phú Elon Musk không can thiệp công việc nội bộ nước này khi tỷ phú Mỹ cho rằng các thẩm phán Rome chặn sáng kiến chống nhập cư cần bị sa thải. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, tỷ phú Mỹ Elon Musk viết rằng những thẩm phán này cần phải ra đi, đề cập Hội đồng Thẩm phán Rome đã chặn sáng kiến của chính phủ Italia nhằm đưa những người xin tị nạn vào nước này tới Albania để giam giữ. Sáng kiến được chính quyền Thủ tướng Giorgia Meloni đưa ra nhằm ngăn chặn làn sóng người nhập cư trái phép vào Italia. Tuy nhiên, các thẩm phán Rome chất vấn về tính hợp pháp của chương trình này, đồng nghĩa những người xin tị nạn đang bị giam ở Albania phải được đưa trở lại Italia. Tổng thống Mattarella tuyên bố bất kỳ ai, đặc biệt là người được thông báo sắp đảm nhận vai trò quan trọng trong chính phủ của một quốc gia đồng minh thân thiện, cần phải tôn trọng chủ quyền của chúng tôi và không thể tự cho mình vai trò dạy dỗ nước khác, dù không nêu đích danh ông Elon Musk. Ông Musk không bình luận về lời chỉ trích ngầm của Tổng thống Italia, nhưng tiếp tục đăng thêm bình luận về nước này. Người dân Italia sống trong nền dân chủ hay một chế độ chuyên quyền không được bầu. Những bình luận của ông Elon Musk được đưa ra khi căng thẳng liên tục gia tăng giữa Liên minh cầm quyền Italia và cơ quan tư pháp nước này. Vào tháng 6, ẩu đả cũng đã xuất hiện khi các nghị sĩ Italia thảo luận một dự luật gây tranh cãi của chính phủ nhằm trao nhiều quyền tự chủ hơn cho các khu vực của quốc gia châu Âu. Mâu thuẫn bùng phát khi nghị sĩ Leonardo Dono của đảng phong trào 5 sao, người phản đối cải cách, dương cờ Italia lên mặt Bộ trưởng Bộ các vấn đề khu vực và tự trị Roberto Candelori. Một đoạn video cho thấy hai thư ký quốc hội trong Hạ viện đang cố gắng tách hai người này ra trước khi các nhà lập pháp khác tham gia vào cuộc xung đột, với một người tung những cú đấm vào ông Dono. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Italia thời điểm đó là ông Antonio Tajani sau đó chia sẻ rằng tôi không biết nói gì, Chúng ta cần làm gương chứ không phải dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề chính trị. Vừa qua, tờ The Wall Street Journal dẫn một số nguồn tin thân cận tiết lộ, ông Donald Trump dự kiến chọn thượng nghị sĩ Marco Rubio giữ vị trí ngoại trưởng Mỹ và hạ nghị sĩ Mike Wance trở thành cố vấn an ninh quốc gia khi chính thức quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 tới đây. Ông Trump vừa qua cũng đã chọn hạ nghị sĩ Elise Stefanik làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và bà Susie Wiles làm tránh văn phòng Nhà Trắng. Lần này, khi các chọn lựa của vị Tổng thống đắc cử được đánh giá sẽ nhấn mạnh vào tính trung thành, thì vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc càng trở nên quan trọng hơn khi một số nhân vật có ảnh hưởng trong quân đội Mỹ liên tục nhấn mạnh quân đội chỉ trung thành với hiến pháp và quốc gia, chứ không phải một cá nhân. Chính vì thế, chủ nhân Lầu Năm Góc sắp tới được nhận định sẽ là người vừa trung thành với ông Trump, vừa có thể điều hành hiệu quả quân đội Mỹ. Đến nay, sau khi cựu Ngoại trưởng Pompeo bị loại khỏi đường đua, thì danh sách tiềm năng làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ còn những ứng cử viên sau. Ông Keith Kellogg từng là quyền cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump. Nghị sĩ Mike Roger, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện. Ông Richard Grenell, người từng là quyền giám đốc tình báo quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump. Và ông Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Ngoài các vị trí ngoại trưởng, cố vấn an ninh quốc gia và bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì hai vị trí bộ trưởng Bộ Tài chính và bộ trưởng Bộ Thương mại cũng có ảnh hưởng lớn đến chính sách hành động đối ngoại sắp tới. Cựu đại diện thương mại Mỹ dưới thời Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu tiên là ông Robert Lighthizer đang trở thành cái tên sáng giá để làm Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Bộ trưởng Bộ Thương mại. Như vậy, tổng cộng còn 15 vị trí quan trọng trong nội các sắp tới của ông Donald Trump, tức vẫn còn khoảng 3/4 bộ sậu Nhà Trắng cần được ông Trump kiện toàn bộ máy. Mặc dù còn khuyết nhiều vị trí, nhưng việc chọn lựa ông Rubio làm Ngoại trưởng và ông Wance làm Cố vấn An ninh Quốc gia báo hiệu nhiều hành động đối ngoại của Nhà Trắng sắp tới sẽ rất cứng rắn. Cả hai nghị sĩ này đều được đánh giá là diều hâu, có xu thế sử dụng các biện pháp cơ bắp trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, cũng như giải quyết các vấn đề đối ngoại. Bên cạnh đó, ông Lighthizer cũng là một diều hâu và từng nhiều lần nhấn mạnh cần dùng những biện pháp mạnh mẽ trước Trung Quốc. Chính vì thế, nếu nhân vật này nắm giữ Bộ Tài chính hoặc Bộ Thương mại của Mỹ, thì gần như chắc chắn Washington sắp tới sẽ không nương tay trong cuộc thương chiến với Bắc Kinh. Điều này đồng nghĩa với việc quan hệ Mỹ-Trung sắp tới sẽ còn căng thẳng. Tuy nhiên, ông Donald Trump cũng tỏ ra thực tế trong một số vấn đề. Ông từng đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc và có thể tiếp tục đàm phán về các vấn đề như trợ cấp, sở hữu trí tuệ hay cân bằng thương mại. Một điểm đáng chú ý là ông Trump cần sự hợp tác của Trung Quốc để thực hiện cam kết về hòa bình. Ông Trump hứa sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ và giải quyết căng thẳng Israel-Palestine. Với vai trò là đối tác thương mại lớn nhất của các nước này, Trung Quốc có thể đóng góp quan trọng vào tiến trình hòa bình. Một chuyên gia tình báo quốc phòng Mỹ nhận xét, nhiều khả năng chính quyền mới của Washington sẽ gây áp lực với cả Moscow lẫn Kiev. Trong đó, đối với Kiev thì Washington có thể sử dụng lá bài viện trợ để khiến Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán và thậm chí phải chấp nhận không đòi hỏi một phần lãnh thổ đã bị chiếm đóng. Với Moscow, Washington có thể tạo sức ép bằng đe dọa cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công tầm xa để thọc sâu vào lãnh thổ Nga. Ngoài ra, không loại trừ khả năng Mỹ yêu cầu các nước châu Âu phải gánh vác nhiều hơn trong việc hỗ trợ Ukraine. Dù phải 2 tháng nữa mới đến lễ nhậm chức, nhưng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bắt tay vào nỗ lực cải tổ các chính sách đối ngoại của Washington, đặc biệt là đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Mới đây, theo nguồn tin của kênh truyền hình Mỹ Fox News, Tổng thống đắc cử Trump sẽ sớm bổ nhiệm một đại diện đặc biệt chịu trách nhiệm đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga. Một trong những nguồn tin nói với Fox News rằng đây là một đại diện đặc biệt cấp cao và một người có nhiều quyền lực mà ông Trump sẽ giao nhiệm vụ đạt được một giải pháp hòa bình ở Ukraine, với yêu cầu đạt được một giải pháp hòa bình trong thời gian ngắn. Hiện chưa rõ quyền hạn của đặc phái viên này sẽ như thế nào, nhưng việc bổ nhiệm này phù hợp với tuyên bố của ông Donald Trump nhằm tìm ra giải pháp giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử. Ông không giải thích cách thức thực hiện, mặc dù ông đã tuyên bố rằng ông sẽ sử dụng mối quan hệ tuyệt vời của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình. Về một giải pháp khả dĩ trong cuộc xung đột Ukraine, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng một trong những kế hoạch đang được nhóm ông Trump xem xét bao gồm việc Kiev từ bỏ tham vọng gia nhập NATO trong tương lai gần và đóng băng cuộc xung đột dọc theo tiền tuyến hiện tại. Mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần đã cương quyết bác bỏ khả năng nhượng bộ, đổi trác lãnh thổ với Nga, truyền thông Ukraine cho rằng ông sẽ rất khó chống lại áp lực của Mỹ nếu ông Trump quyết định phải có một thỏa thuận để chấm dứt xung đột. Trong khi Điện Kremlin khá thận trọng về các đề xuất rằng ông Trump có thể dễ dàng chấm dứt xung đột với Kiev, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Các tuyên bố của ông Trump về vấn đề này ít nhất cũng đáng được chú ý. Kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, Ukraine đã nhận được hàng chục chiếc xe tăng Leopard từ một số quốc gia phương Tây. Quân đội Ukraine được cung cấp cả xe tăng Leopard 2A4 và Leopard 1A5 cũ hơn, mặc dù xe tăng Leopard 1A5 hiếm khi được nhìn thấy ở tiền tuyến. Hồi tháng 1 năm nay, tạp chí Foreign Affairs ước tính rằng trong số chưa đến 100 xe tăng Leopard 2 đang hoạt động ở Ukraine, ít nhất 26 chiếc đã bị phá hủy, trong khi nhiều chiếc khác không thể sử dụng được do vấn đề sửa chữa và bảo dưỡng. Kể từ đó, Nga vẫn tiếp tục thường xuyên báo cáo về việc phá hủy xe tăng Leopard. Mới đây, thông điệp được đưa ra trên nhiều phương tiện truyền thông tại Moscow, kèm theo những bức ảnh minh họa cho rằng quân đội Nga đã thu giữ một chiếc xe tăng Leopard 2A4 của Ukraine. Ban đầu, cỗ chiến xa này được cho là hình ảnh của một chiếc xe tăng Leopard 2A4 thật của lực lượng mặt đất Ukraine. Kênh Telegram của nhà phân tích với biệt danh Ukolov Sika viết, chiến lợi phẩm bị hạ gục là xe tăng Leopard 2A4 do Đức sản xuất. Tuy nhiên, bài đăng sau đó đã được cập nhật và tác giả khẳng định mình đã mắc sai sót bởi vì mô hình được thực hiện quá tốt và đáng tin đến mức không thể phân biệt được nó với xe tăng Leopard 2A4 thật của Đức. Điều đáng chú ý là việc sản xuất các mô hình thiết bị quân sự và hệ thống phòng không ở Ukraine được thực hiện với kích thước như thật, với thái độ chi tiết ở mức rất cao. Vì lý do này, người Nga thường phá hủy nhầm những sản phẩm ngụy trang, chẳng hạn như Iris-T, NASAMS và các hệ thống khác thay vì những tổ hợp vũ khí thực sự. Ngoài ra, người Nga đã nhiều lần tuyên bố chiếm được các mẫu thiết bị quân sự của Ukraine, điển hình như vào tháng 3 năm 2024, họ đã thu được mô hình trạm radar AN-MPQ-64 Sentinel. Mô hình của radar AN-MPQ-64 Sentinel được biểu hiện, cho thấy thiệt hại với các mảnh vỡ có thể nhìn thấy được. Có lẽ người Nga đã nhầm mô hình này với một radar thật và tiêu tốn đạn dược vào nó. Theo trang quân sự Defense Blog, một quan chức không quân Ukraine giấu tên hồi tháng 9 2024 cho biết, máy bay Su-57 có thể đã được Nga sử dụng để tiến hành hơn 40 cuộc không kích tại Ukraine. Theo Defense Blog, việc sử dụng Su-57 trong năm nay của Nga tăng lên đáng kể và chiến đấu cơ này đã phóng hơn 30 tên lửa hành trình, chủ yếu là tên lửa hành trình tàng hình KH-69, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu nhỏ, được bảo vệ tốt ở tầm xa hơn 300 km. Đáng chú ý, trong phát biểu vừa qua, Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Sergei tuyên bố rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga đã thể hiện hiệu suất vượt trội trong khu vực Nga tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine kể từ lần đầu tiên tiêm kích được sử dụng trong xung đột. Cụ thể, ông Sergei nói, một chiếc máy bay tuyệt vời đã hoạt động ấn tượng, ngay trong lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu, nó đã hoạt động cực kỳ tốt. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Sergei dành lời khen cho chiếc tiêm kích này. Theo đó, vào hồi tháng 8 năm 2022, thời điểm xung đột Nga-Ukraine mới bùng nổ, ông Sergei khi đó còn giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, chúng tôi đã và đang sử dụng máy bay Su-57 tại Ukraine. Loại máy bay này đã thể hiện hiệu quả vượt trội, nó có mức độ bảo vệ rất cao trước các hệ thống phòng không khác nhau, có khả năng bảo vệ trước tên lửa. Quan trọng nhất, máy bay được trang bị nhiều vũ khí rất mạnh. Chúng tôi cũng đã thử nghiệm những vũ khí này, chúng hoạt động rất xuất sắc, tôi không thể tìm được từ nào khác để biểu tả điều đó. Sukhoi Su-57, được NATO gọi với tên Felon, là máy bay chiến đấu đa năng do Nga sản xuất, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Su-57 có công nghệ tàng hình với việc sử dụng rộng rãi các vật liệu composite, có thể đạt tốc độ bay siêu thanh và được trang bị các hệ thống điện tử tiên tiến, bao gồm một máy tính mạnh mẽ được ví như phi công thứ hai. Thiết kế của Su-57 còn bao gồm một hệ thống radar dài khắp thân và các cải tiến khác, đặc biệt là vũ khí được đặt bên trong thân máy bay. Đáng chú ý, hệ thống trí tuệ nhân tạo AI của Su-57 hỗ trợ một số nhiệm vụ của phi công, kể cả điều khiển máy bay và chuẩn bị vũ khí tác chiến. Theo Pravda, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói về khả năng London quyết định triển khai quân đội đến Ukraine. Ông Johnson nói, nếu ông Trump quyết định cắt viện trợ cho Ukraine, Anh có thể sẽ phải triển khai quân đội đến khu vực này để hỗ trợ Kiev. Sự hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine là một khoản đầu tư hợp lý. Cũng theo cựu Thủ tướng Johnson, ông Trump đã có nhiều chính sách hỗ trợ Ukraine trong nhiệm kỳ đầu tiên, bao gồm việc cung cấp tên lửa Javelin cho Kiev. Tuy vậy, ý kiến của Đảng Cộng hòa về vấn đề Ukraine tương đối chia rẽ, và điều này có thể dẫn tới nguy cơ Washington cắt viện trợ cho Kiev. Sau tuyên bố trên của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova vừa qua nói với báo Izvestia rằng sau khi chuyển giao quyền lực, ông Johnson tiếp tục thách thức và kích động vì đó là hành vi duy nhất mà ông ấy có thể làm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, cựu Thủ tướng Johnson là một trong những tiếng nói hàng đầu trong cuộc chiến trừng phạt của phương Tây chống lại Nga, và ông đã đích thân đến Ukraine để nói với chính quyền Kiev về việc không đàm phán với Nga. Bà Zakharova tuyên bố anh đã tham gia vào các hoạt động chống Nga trong nhiều năm nay, tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố, cung cấp dữ liệu cho chính quyền Kiev để chỉ đạo các cuộc tấn công. Cử các sĩ quan tình báo đến phối hợp các hành động quân sự và khủng bố chống lại Nga, cung cấp vũ khí và tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Song song với đó, bà Zakharova cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mở đường cho Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Bà Zakharova nói rằng, nếu chính quyền Kiev được phép thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, chúng tôi sẽ coi đó tương tự với việc các quốc gia NATO tham gia vào cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Nga. Phản ứng trước việc sử dụng các hệ thống tầm xa của phương Tây để tấn công lãnh thổ của đất nước chúng tôi sẽ là điều không thể tránh khỏi và có hậu quả thảm khốc đối với họ. Nhắc lại thông tin do truyền thông Anh đăng tải về việc Anh và Pháp có ý định thuyết phục Mỹ cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, chúng tôi muốn nhắc nhở Washington, London, Paris và Bruxelles rằng họ đang đùa với lửa. Tất cả động thái trên một lần nữa chứng minh tầm quan trọng của kế hoạch quân sự nhằm phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraine, loại bỏ mọi mối đe dọa phát sinh từ lãnh thổ của nước này. Hãng RBC Nga vừa công bố điều tra của cơ quan an ninh Tây Ban Nha về vụ việc phi công Nga Maxim Kuzminov, 28 tuổi, bị bắn tử vong. Kuzminov là viên phi công đã trở thành tâm điểm của báo chí vào năm ngoái sau khi đào tàu khỏi Nga và mang theo chiếc trực thăng đánh cắp bay đến Ukraine. Theo CBS News, Kuzminov là phi công trực thăng quân sự Nga cho tới khi chấp nhận lời tuyển dụng trực tuyến của các sĩ quan tình báo Ukraine. Anh ta đã đánh cắp một chiếc trực thăng của Nga và điều khiển nó băng qua tiền tuyến từ Nga và Ukraine. Sau đó, Kuzminov đã bàn giao toàn bộ trực thăng, thiết bị quân sự nhạy cảm và thông tin tình báo tuyệt mật của Nga cho quân đội Ukraine. Anh ta nhận được $500,000 và căn cước công dân Ukraine. Trong video phỏng vấn được GUR công bố, Kuzminov cho biết đã chủ động liên hệ với giới chức Ukraine và nhận được đảm bảo về an toàn cho bản thân cùng gia đình nếu đồng ý đào tàu và mang theo chiếc Mi-8. Tướng Budanov, lãnh đạo GUR vào thời điểm đó cho biết, có 2 binh sĩ Nga khác ở trên chiếc Mi-8 vào thời điểm máy bay hạ cánh. Những người này không biết về kế hoạch đào tàu của Kuzminov và đã tìm cách chạy trốn khi nhận ra mình đang ở sân bay đối phương, buộc lực lượng Ukraine phải nổ súng. Tuy nhiên, truyền thông Nga nói rằng vết đạn trên thi thể 2 binh sĩ cho thấy họ bị Kuzminov hạ sát trước khi hạ cánh, để Kuzminov có thể bay tới Poltava mà không bị cản trở. Tới tháng 2 năm 2024, cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR thông báo phi công Kuzminov được phát hiện bị bắn tử vong ở Tây Ban Nha, trên người có 6 phát đạn, sau khi một người dân bất ngờ phát hiện thi thể nằm trên vỉa hè của Maxim Kuzminov. Nhân chứng khẳng định ông không nghe thấy tiếng súng nào cả, chỉ nghe tiếng xe bỏ chạy, từ đó làm dẫn tới nghi ngờ rằng thủ phạm đã sử dụng ống giảm thanh khi bắn. Theo tờ New York Times Mỹ, có 2 người đã phục kích phi công người Nga này trong nhiều giờ đồng hồ. Khi Kuzminov chạy vào bãi đậu xe và bước xuống, 2 đối tượng trên đã nổ súng, Kuzminov bị trúng 6 viên đạn và gục xuống. Trong báo cáo điều tra mới nhất, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết thủ phạm ám sát Kuzminov đã bỏ chạy khỏi hiện trường và đốt chiếc xe tẩu thoát bằng chất tăng tốc công nghiệp nhằm phá hủy mọi dữ liệu theo dõi GPS trong xe. Những tàn tích của chiếc xe này đã được phát hiện ở phía bên kia của một đường hầm. Đáng chú ý, đường hầm này nằm ở nơi biệt lập tới mức có thể thủ phạm phải nhờ tới sự chỉ dẫn của người dân địa phương mới biết vị trí này. Một nguồn tin nắm rõ cuộc điều tra của Tây Ban Nha đã cung cấp cho CBS News bức ảnh về những đối tượng được chính quyền Tây Ban Nha xác định là đối tượng tình nghi có mặt tại nước này vào thời điểm Kuzminov bị sát hại. Những người này đều là đàn ông, trong đó có một người là cựu sĩ quan KGB, cơ quan tình báo Liên Xô và một người là đại tá cảnh sát. Trong khi đó, một tình tiết có thể làm đảo lộn tình huống đã bất ngờ đã xuất hiện khi Kuzminov được cho là đã sống lại sau 5 tháng bị sát hại. Khi các bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông giống hệt Kuzminov tại một buổi triển lãm hàng không. Tuy nhiên, theo xác minh của CBS News, đó có khả năng là một sĩ quan tình báo Ukraine cải trang tinh vi, với chiếc mặt nạ được làm gần giống hệt khuôn mặt của phi công Nga đã tử vong. Hãng tin Mỹ nhận định Kiev có thể đang tiến hành một chiến dịch thông tin sai lệch, cố gắng đánh bại Nga bằng cách này. CBS News nhận định mục tiêu của Ukraine có thể nhằm khiến thế giới nghĩ rằng Kuzminov vẫn còn sống sau vụ ám sát và đang làm việc cho Ukraine. Đây đồng thời là một tín hiệu gửi tới những người Nga khác rằng họ vẫn sẽ an toàn nếu đào tẩu. Các nguồn tin từ cơ quan an ninh Tây Ban Nha cho biết Kuzminov thực sự đã tử vong và đang được chôn cất tại một ngôi mộ không có bia mộ ở miền nam Tây Ban Nha. Hãng tin RBC cho biết Moscow hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin do CBS News đưa ra. Tình hình Trung Đông đang gia tăng căng thẳng khi giao tranh diễn ra dữ dội qua biên giới Israel-Liban, còn giải Gaza vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Mới đây, Iran đã chỉ ra con đường thúc đẩy giải quyết tình hình khu vực. Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, Ngoại trưởng nước này, ông Abbas Araghchi cho rằng đối thoại giữa các quốc gia Trung Đông là yếu tố then chốt để thúc đẩy hợp tác và giải quyết các thách thức trong khu vực. Ông Araghchi nhấn mạnh, chúng ta có những mối quan tâm và lợi ích chung, tất cả đều nhận thức được tầm quan trọng của việc hợp tác và phối hợp để đối phó với những thách thức lớn trong khu vực. Đối thoại không chỉ đơn thuần là một lựa chọn mà là điều bắt buộc. Ông Ali Asghar Khazi, cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định, nước này sẽ thực thi quyền tự vệ đối với các cuộc không kích của Israel khi thấy cần thiết. Ông Khazi nói rõ, hành động của Israel chống lại Iran là vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của chúng tôi. Tự vệ là quyền hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng có thể thực thi quyền này vào thời điểm và theo cách mà chúng tôi thấy phù hợp. Bên cạnh đó, Iran tuyên bố ủng hộ nỗ lực của Nga nhằm đảm bảo ngừng bắn giữa Israel và Liban. Trước đó, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria, Alexander Lavrentiev cho biết Moscow đang nỗ lực chấm dứt bạo lực ở Liban. Theo đó, Israel và Hezbollah sẽ cùng rút quân về phía sau đường giới tuyến xanh, phân chia lãnh thổ giữa hai bên. Cố vấn Ngoại trưởng Iran nói, chúng tôi hoan nghênh mọi giải pháp và bước đi nhằm chấm dứt việc sát hại thường dân, tấn công cơ sở hạ tầng kinh tế và đô thị và sẽ giúp thiết lập ngừng bắn. Dù là Nga hay bất kỳ bên nào có thể ngăn chặn xung đột, chúng tôi đều ủng hộ. Khi được hỏi liệu Tehran có đang đàm phán với Moscow về ngừng bắn ở Liban hay không, ông Khazi cho biết các cuộc tham vấn với Nga đang diễn ra về mọi vấn đề và không có vấn đề nào là ngoại lệ. Theo tờ Wall Street Journal, vừa qua một quan chức của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA đã bị buộc tội làm rò rỉ các tài liệu tuyệt mật liên quan đến kế hoạch tấn công quân sự của Israel vào Iran vào tháng trước. Wall Street Journal dẫn nguồn từ các tài liệu của Tòa án Mỹ và những người có hiểu biết về vấn đề này cho biết William Raman đã bị bắt tại một quốc gia châu Á vào ngày 12 tháng 11 và được đưa đến Tòa án Liên bang ở Guam để xét xử. Ông Raman cũng đã bị truy tố vào tuần trước tại Tòa án Liên bang ở Virginia với hai tội danh cố ý lan truyền thông tin quốc phòng. Những tội danh trên có thể dẫn đến bị phạt nhiều năm tù. Các tài liệu của tòa án được công bố hôm 13 tháng 11 cho biết ông Raman có quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm. Mặc dù tài liệu không nêu rõ ông làm việc tại CIA, nhưng những người quen thuộc với vấn đề đã xác nhận điều này. Cụ thể, ông Raman làm việc cho CIA ở nước ngoài, bao gồm cả Campuchia và một số nơi khác. Theo hồ sơ của tòa án, ông từng sống ở miền đông Virginia. Vào tháng 10 vừa qua, hai báo cáo mật từ Cơ quan Tình báo Địa lý Quốc gia Mỹ, nơi phân tích hình ảnh do vệ tinh trinh sát thu nhập, đã bị rò rỉ và xuất hiện trên hai mạng xã hội Telegram và X. Các tập tin này được phát tán bởi một tài khoản ủng hộ Iran có tên là Twitter, nơi tuyên bố đã nhận được tin từ nguồn ẩn danh. Vụ rò rỉ đã gây ra cuộc tranh luận và điều tra trong các cơ quan tình báo Mỹ, những cơ quan đã bị chỉ trích vì một số vụ tiết lộ thông tin mật trái phép trong những năm gần đây. Nhằm xác định nguồn gốc của vụ rò rỉ, các quan chức Mỹ lo ngại về khả năng tiết lộ thêm thông tin, mặc dù có vẻ như vụ rò rỉ chỉ giới hạn ở các tài liệu gốc. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI cũng đã thừa nhận đang điều tra vụ việc này. Các tài liệu bị rò rỉ đánh giá kế hoạch của Israel cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào Iran, bao gồm các loại máy bay và đạn dược mà quân đội Israel có thể sử dụng. Tài liệu cũng mô tả các cuộc tập trận của không quân Israel liên quan đến tên lửa không đối đất, được cho là nhằm chuẩn bị cho các cuộc không kích bên trong lãnh thổ Iran. Một trong những báo cáo chỉ ra rằng Mỹ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cuộc tấn công sẽ liên quan đến vũ khí hạt nhân chiến thuật, mặc dù Israel được biết là sở hữu nhưng không công khai xác nhận điều này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa tuyên bố quan hệ giữa nước này với Israel đã chấm dứt. Ông Erdogan phát biểu, chúng tôi, với tư cách là nhà nước và chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, đã cắt đứt quan hệ với Israel. Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với Israel. Ông Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên NATO, sẽ không thực hiện thêm bất kỳ bước nào để phát triển quan hệ hợp tác trong tương lai với Israel, đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực Trung Đông. Ông cũng khẳng định sẽ duy trì quyết tâm này. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phát triển bất kỳ mối quan hệ nào với Israel, chừng nào ông còn lãnh đạo. Ông Erdogan cũng cam kết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ủng hộ người dân Palestine trên con đường chính nghĩa cho đến cuối cùng. Theo RIA Novosti, kể từ khi lực lượng phòng vệ Israel IDF mở chiến dịch trên bộ ở giải Gaza vào tháng 10 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án Israel và cáo buộc quân đội nước này thảm sát dân thường Palestine. Thổ Nhĩ Kỳ cũng liên tục kêu gọi Israel ngừng bắn và rút lực lượng khỏi giải Gaza. Vào tháng 5, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã dừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu với Israel với lý do thảm kịch nhân đạo ngày càng tồi tệ ở các vùng lãnh thổ Palestine. Nước này tuyên bố sẽ thực hiện nghiêm túc và dứt khoát các biện pháp mới này cho đến khi chính phủ Israel cho phép dòng viện trợ nhân đạo đầy đủ và không bị gián đoạn đi vào Gaza. Quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng trở nên căng thẳng vì xung đột ở dải Gaza và khủng hoảng nhân đạo đối với dân thường Palestine. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số ít quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo đang công nhận Israel. Trước đó, Colombia cũng đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Israel vì chiến dịch tấn công của nước này ở dải Gaza. Một số quốc gia khác như Nam Phi, Bahrain, Chile, Honduras, Chad và Jordani đã triệu đại sứ của họ ở Israel về nước. Ngoài ra, Nicaragua cũng tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, gọi chính phủ Israel là phát xít và diệt chủng. Chính phủ Nicaragua cho biết, quyết định này là để thể hiện thái độ đối với các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Palestine. Chính phủ Nicaragua cũng phản đối việc mở rộng xung đột sang Liban và đe dọa nghiêm trọng đến Syria, Yemen và Iran.